Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay ngày mới, Linh chúc ông bà cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một cái món bánh rất là ngon mà đơn giản, mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi với hai chị em nha. Hello Ngọc. Hello bà cô bác chị đã đến với kênh của Ngọc Linh TV Canada nha. Và trước hết Ngọc kính chúc ông bà cô bác chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hôm nay Ngọc sẽ làm cái món bánh trứng nó nướng trong cái oven đó, nó kêu là egg stuff hay gì đó không biết nữa nha, cái đó tiếng Anh nói vậy đó, là cái bánh trứng nướng trong cái vị nhỏ nhỏ vậy nè nghe ông bà cô bác anh chị nha. Đó thì Ngọc làm cho gia đình ăn thì Ngọc chia sẻ nha. Đó thì Ngọc chỉ gọi tiếng Việt thôi, gọi tiếng Anh một hồi có lỡ tiếng Nga. Thì đầu tiên nhất là mình cũng phải có cái này nha ông bà cô bác anh chị, cái này Ngọc mua ở trên Amazon đó. Nó cũng rẻ lắm, không nhớ nhưng mà mấy đồng vậy đó. Mà Ngọc mua được hai cái này là 20 cái đựng nướng, hồi mình nắng vô mình nướng đó ha. Thì Ngọc giới thiệu vậy thôi. Thì đầu tiên nhất là mình phải cần làm cái vỏ trước, tại vì mình làm cái vỏ bánh trước á, xong rồi đó mình bỏ vô trong tủ lạnh nửa tiếng đồng hồ cho cái vỏ nó cứng cứng lại, mình mới nắng vô trong cái khuôn này nè ông bà các bác chị, rồi mình bắt đầu đem đi nướng ăn thôi. Cái bánh này nó rất là dễ ha, mà ăn nó cũng bổ dưỡng, nó tại còn trứng không à. Bây giờ đầu tiên nhất là mình có bột nha. Ngọc có 250g, cái này là bột mà cake flour ha. Đây bột đây hả, 250g nha ông bà cô bác chị nha. Mình có 120g bơ, bơ loại nào cũng được, nhà Ngọc có loại này thì Ngọc xài loại này nha. Đây mình có hiệu nào mình xài hiệu nấy nha, nhà mình ăn nhà Ngọc ăn hiệu này thì Ngọc xài hiệu này. 120g ha là bơ, một cái trứng, cái trứng này size chỉ ăn lợn nha ông bà cô bác anh chị nha, size này cái size chỉ ăn lợn salad á. Rồi Ngọc có 60g đường đó, bây giờ bỏ vô đây cái bơ trước nha, 120g bơ trước, bỏ vô với đường quậy ra cho nó tan ha, đừng bỏ bột vô nhậu cho nó trơn trọi. 120g bơ nha ông bà các bác, Ngọc để ngoài nó cũng hơi mềm mà ha. 60g đường nha ông bà các bác chị nha. Làm cái vỏ trước nha. Quậy cho nó quyện với nhau cho nó sệt lại, rồi mình mới bỏ cái bột nó vô mình nhồi ha. Cái bánh này ăn rất là bổ nha chị Linh. Bổ dưỡng lắm à. Cái này nhỏ con gái ăn, Ngọc nó hay đi mua ăn đó, trong mấy cái tiệm mà thiền thi rồi nó bán đó. Ngọc cho cái trứng vô luôn nha bà cô anh chị ha. Và cái trứng bên này chồng trứng đẹp ha, cái trứng vô đây à. Giống như mình quậy gì nè, hàng ơi dễ thương dễ sợ, cái trứng này đẹp quá. Nói chung là cái bánh này ở đâu cũng có bán, trong cục bánh hay là Ngọc cho chút xíu muối nha ông bà cô anh chị, giống như mình cho tí vậy thôi đó, không có tới nửa muỗng cà phê mà chút xíu vậy thôi ha, đừng có nhiều quá nha, cái này giống như mình nêm chút xíu vậy thôi, không nêm cũng không có sai nha. Đó, bây giờ là nó thành đây ha, nó thành một cái chất lỏng về rồi ha. Đó, đường thì cũng để trên, bây giờ bỏ bột vô, và bỏ bột vô là bắt đầu quậy lên là nhồi thôi. 250 nha ông bà cô bác chị, 250g nha. Chị Linh thích ăn bánh này không? Bánh nào cũng thích hết. Hả? Bổ lắm. Bổ dưỡng. Trứng không à. Cái nhân ở trong cũng trứng nhiều nữa ha. Bánh này trứng với bơ không, không có gì chăng. Tại xưa hồi nhỏ không có tiền mua bánh ăn. Bánh ăn bây giờ tới già rồi, có bánh nào ăn cũng thích hết. Hồi xưa không có ăn cũ không? Ăn khoai ăn cũ không, bây giờ có bánh ăn là mừng nha, cho nên bánh nào cũng thích nha. Giờ mình nhồi nha ông bà có anh chị, đây nè thấy không, lấy cái tay nhồi, mình nhồi xong á mình bỏ vô trong cái miếng dây gáp là mình bỏ vô trong tủ lạnh nửa tiếng đồng hồ sau nha, rồi mình hãy đem ra nắng được mấy cái thì Ngọc không có biết nha, đó thì Ngọc làm vậy thôi. Giờ để
khái này nhồi cho nó đều hết phải không? Nhồi cho nó đều xong rồi gáp lại rồi Ngọc mới chuyển qua mình làm cái nhân. Mình làm cái nhân bánh á chứ cái bây giờ nè thấy không? Tại vì nó mềm quá, nó mềm vậy là mình bỏ vô tủ lạnh nửa tiếng hồ sau cái nó hơi giống như nó hơi cứng cứng lại đó. Cái mình nắng mình đi nướng. Thôi. Cái bánh này nó dễ lắm mà nha. Đơn giản mà dễ ăn. Nhớ hình như trong điểm sắm nó cũng có bán. Cái này hả? Bên nó chơi chơi đâu cũng có bán, bánh này thơm quá trời, nó có bơ nè ha. Đó. Chỉ vậy thôi nha bà cô anh chị nha. Bây giờ Ngọc sẽ đi lấy cái tay cái miếng dây gáp ha. Rồi Ngọc để xuống Ngọc gáp. Gáp lại mình cất vô trong tủ lạnh thôi. Giờ mình quay qua mình làm cái nhân bánh thôi. Bánh cái này dễ. Được mấy cái nè. Rồi bọn bọn vậy đi. Đó, thấy chưa? Bây giờ Ngọc bỏ vô tủ lạnh nha bà cô bác chị ha. Ngọc bỏ tủ lạnh, Ngọc trở lại Ngọc lạnh này. Bây giờ đó bỏ vô đây, bỏ cái này vô đây luôn. Cái này mình làm luôn, khỏi tâm đi hàng sau. Cái khác, tận dụng luôn nha. Còn về phần này còn dễ dữ nữa nè bà các bác chị. Mình có 4 cái trứng salad nha. Đây 4 cái trứng sai chữ thằng L ha. Còn cái này là sữa của ông Thọ đó nha ông bà cô bác anh chị nha. Ngọc bỏ vô đây rồi 60g sữa của ông Thọ bà Thọ đó nha. Đường là mình có 80g đường cát. Nước lạnh là mình có 260 ha. Nước lạnh thôi nha. Tại vì cái này nó có trứng rồi nó đủ béo rồi nha ông bà cô bác chị, đừng có làm sữa làm gì vô nữa trơn trời ơi. Quá chừng béo rồi nha. Đó. Mình bỏ 4 cái trứng vô đây. Cái trứng gà này Ngọc để ngoài cho nó hơi giống như là đừng có lạnh quá, đừng hồi mình có lượt xuống đó, mình lượt lại đó thì cái chồng trắng nó không có giống như cho nó mềm ra nó dễ nha ha. Còn mình lỡ mình giống muốn làm ăn á thì nó mình hơi lượt hơi cực chút xíu, tại vì nó cái chồng trắng mà nó lạnh nó thì nó sẽ lâu có lọt xuống dưới cái gỗ lắm ha. Nhưng trước khi làm bỏ ra khoảng 10 phút ở ngoài cho nó lạnh chút xíu đi. Uh-huh. Vậy đó. 4 cái trứng sai chữ thằng L nha bà các anh chị nha. Ngọc bỏ 80g đường vô luôn nha. Cái này ta nói thì mình lượt qua thôi nha. Cái này là 60g nha của cái sữa ông Thọ nha bà các anh chị nha. Cái gì cần condemn milk vậy đó nha ha. Đó tiếng Anh nói vậy đó. Ngọc nói tiếng Anh là tay phải gán cố gắng rồi nha. Đó. Rồi. Sữa ông Thọ nha, nhớ đó. Rồi Ngọc sẽ cho cái vani hoặc là vanilla tùy mình thích nha. 260ml ha. Của cái nước này là nước lạnh thôi nha bà cô anh chị ha. Mình bỏ vô đây. Ngọc làm bằng nước lạnh thôi, đủ lắm rồi, không có cho giống như đừng có không muốn làm sữa homo hay sữa không đường gì nữa đâu. Cái này là nó đã đủ béo lắm rồi, ăn nhiều là chạy bộ nó đã lắm rồi ha. Đó vậy thôi rồi mình lượt qua ha. Ngọc sẽ lượt vô trong đây biết chi không, hồi Ngọc bỏ vô trong hồi mình đổ vô đây cho nó dễ nè ha. Không biết cái này nó bự quá có đổ được không, nhưng đại khái lượt trước đi nha. Đó. Mình lượt nó qua đó. Tại sao mà Ngọc kêu mình để ở ngoài cho cái trứng á nó hơi đỡ lạnh á, thì khi mình lượt qua cái chồng trắng nó không có dướng lại nhiều ở trên á ha. Rồi một lát đi nha, Ngọc bỏ cái vani hoặc vanilla rồi vô sao nha, tại vì Ngọc để sao Ngọc chưa có lấy. Cho họ nó mịn. Chắc ở
bánh này ăn uống trà và hay uống cà phê cũng rất là ngon. Chị Linh làm bánh nào cũng ăn uống trà cà phê. Nè, đó. Thấy không bà của anh chị nè, mình lượt nè thấy không? Mình bỏ ra trước vậy đó thì nó sẽ không có nhiều cái tròng trắng ở trên đây ha. Okay. Rồi, vậy là coi như xong. Xong rồi giờ chờ nửa tiếng nữa. Bây giờ Ngọc sẽ dẹp nha. Ngọc cũng để đây qua một bên đi, rồi Ngọc chờ nửa tiếng Ngọc mới nắn cái bánh ra được ha. Ok. Đó, giờ Ngọc dẹp. Hello bà của anh chị nha. Đây, Ngọc đã bỏ nửa tiếng đó nha. Mình bỏ hơn nửa tiếng cũng sao, tại bỏ cho nó cứng lại mình dễ nắn thôi chứ không có gì trơn ha. Đó, bây giờ thì mình phân ra. Thì Ngọc giống như Ngọc làm một cái này là Ngọc cân 40g hay dày hay mỏng là do mình. Nếu dày thì cái vỏ nó sẽ nhiều, rồi cái trứng nó sẽ ít ha. Thì giờ Ngọc làm giống như 40g, 35g rồi vậy đó, tùy mình nghe bà các bác chị nha. Ngọc làm một cái này là 35g thì bị lớn này ha. Rồi, nhầm khi cái mình nắn vô đây mình coi như thế nào, nhưng mình tự nắn bằng tay đi ha. Mình muốn ăn cái vỏ nó dày thì mình nắn giống như cho nó hơi dày dày. Còn mình muốn ăn vỏ mỏng thì mình nắn mỏng thôi ha. Cái này không có gì cho mình cho với cái đế nó mỏng mỏng chút xíu với cái đáy của cái bánh đó ha. Nó thành vậy đó, mình chỉ nắn vậy thôi, Ngọc nghĩ vậy được rồi đó. Đó, còn mình muốn đẹp nữa thì mình cắt, nhưng mà Ngọc nghĩ nó vừa đủ rồi cắt chi ha. Đây đó, mình nắn cho nó thành cái tròn vậy là được rồi nè ông bà các bác chị nha. Đó ha, một cái mình để qua đây hồi mình chế trứng vô đó ha, rồi giờ mình làm thêm cái thứ hai. Tại mình bỏ vô tủ lạnh á cho nó hơi cứng cứng lại mình dễ cái nắn. Đó, cái này Ngọc cũng để ba mấy ra nữa cho nó đều ha. Rồi mình bỏ vô đây. Ngọc nghĩ cái này dễ mà. Bánh này nó rất là dễ. Rồi mình nắn lên thôi. 35, 40 giống như gram rồi vậy đó ha. Còn mình làm cái loại mà bự hơn thì cái này mình nắn vô trong đây thôi. Nó có cái vỏ ăn mà dày mỏng ăn thua mình đó. Đó, vậy thôi. Mình dưới đây hơi mỏng cho xíu cho vô đây chút. Mình nắng dịch lỡ mà nó có nhiều nó tràn lên quá đó, mình lấy cái dao mình cắt ngang vậy cũng được nữa, không có sao hết nha. Ngọc nghĩ cái này Ngọc nắng cái tà lẹ ha. Bây giờ Ngọc qua Ngọc mở cái lò nha ông bà các bác anh chị. Mình mở cái lò là 350 nha, B ha. Cái này Ngọc nghĩ mình nướng chắc 20 phút á, 15-20 phút. Bây giờ Ngọc cứ mở lò trước đi nghe, rồi có gì Ngọc sẽ nói là bao nhiêu ha, bao nhiêu phút rồi đó. Bây giờ Ngọc mở lò B ha. 350 nha ông bà các bác chị. Bây giờ Ngọc mở cái lò cho nó nóng thì Ngọc cứ mở lên vậy thôi. Đó. Cái ngàn ở dưới điếm lên tầng thứ 3 ha. Vậy thôi. Ok, giờ Ngọc nắng thêm một cái nữa đi, rồi xong rồi mình nắng chừng nào hết rồi mình bỏ vô và mình chia sẻ tiếp. Cái này thì chắc không có bao nhiêu cái đâu ha. Mình làm gọn gọn vậy mình ăn thôi. Đó. Mình cứ mình cứ cân vậy đó, giờ mình cân cho nó giống như cho nó đều ăn khỏi cái dành lộn. À, giờ nó đủ rồi đó. Ngọc làm này là 35g ha. 35g mà nắn vô đây thôi. Mình cứ nắn vậy dễ thấy mọi luôn. Tay mình đeo bao tay cho nó được dễ. Mình bỏ trong tủ lạnh đó, nó cứng cứng nè, mình dễ nắn lắm nha. Mình bỏ giống như hơn nửa tiếng, một tiếng đồng hồ không có sao chứ nha, không có cần canh mà. Giống như nửa tiếng mà phải chạy lại lấy ra đâu, không có cần đâu nha. Đó, vậy thôi. Ok, giống như vậy đi, rồi giờ mình nắng khi nào sắp xong đi rồi. Đó. Rồi mình trở lại nha. Ok, dạ. Hello bà các anh chị nha. Bây giờ Ngọc đã làm xong rồi ha. Đó. Mình thành thật mình có là bao nhiêu đó nha ông bà các anh chị nha. Bây giờ Ngọc sẽ chế nó vô ha. Mình mà có nắng ở ngoài mà lâu quá đó mà các anh chị, mình bỏ nó vô trong tủ lạnh đó ha, trong ngăn mát của mình đó. Rồi khi mình chế mình đem gan lượt một, nhiều khi mình làm cái số lượng lớn quá đó ha. Đừng có để ngoài, tại vì để ngoài nó sẽ cái bột nó sẽ giống như nó nhão đi đó. Thì mình cho nó vô trong tủ lạnh rồi hồi mình đem rồi mình chế lượt một vậy đó. Bây giờ Ngọc sẽ bỏ qua cái ca này mới được. Đó, cái lọ của Ngọc sắp sửa rồi đó. Bây giờ mình bỏ từ từ qua đây ha. Mình chế nó đầy khoảng 90% á nha ông bà của anh chị nha. Đó, bây giờ Ngọc chế vô. Ngọc chế vô ha.
nhiều khi cái dĩ của mình đó ha, mình cứ chế hết cho cái này nó mỏng mỏng ra. Nó còn dư chín thì hồi mình ăn cái này có ngọt nhỏ rồi thì mình làm thêm ha, mình làm thêm cái vỏ thêm. Có bao nhiêu thôi chế cũng hết rồi, đâu có muốn mà thêm nó cũng không được phân chị đâu. Cái này nó cái nhỏ nhỏ, cái trứng nhỏ mà. Thì thường cái lò của ngọc nó cũng không có nướng được nhiều đâu, chỉ cái dĩ này vô thôi, muốn thêm nó cũng được. Mình phải chỉnh chỉnh sửa sửa lại cho nó ngay. Còn dư chín hoặc làm thêm miếng nữa. Ba trăm năm mươi cái bê xăng ngang vào các chị Ngọc nghĩ đúng mười mấy phút rồi đó, vậy thôi. Cái này Ngọc làm thêm một ít nữa, còn cái này để đây chút xíu nữa. Ok, ồ nó sắp sửa tới rồi nha, khi nào cái lò nó riêng là đỏ thấy không, từ tầng thứ dưới điếm lên ngang bờ của anh chị nha, điếm lên là giống như kiểu là cái thứ ba đó ha, là nó hơi mềm ha, hơi nhẹ nhẹ. Bây giờ Ngọc sẽ nướng ngang bờ của anh chị, Ngọc nướng bao nhiêu phút còn giống như kiểu là Ngọc sẽ nói nha, là 350 đó, Ngọc nghĩ là khoảng từ 15 dưới 20 phút rồi ha, nó vàng lên vậy đó là nó chín rồi. Ok, giờ chừng nào mình lấy vàng để cho mình trở lại. Ok, okay, quyết định dưới đây. Hello, mời các bác chị nha. Ngọc nướng bây giờ là 30 phút rồi nha. Ngọc nghĩ là nó chín rồi đó. Bây giờ nó hình lên tròn hết trơn vậy ha. Mà nó vàng, hễ cái này mình nướng mình thấy cái mặt nó vàng là được. Giống như không phải cái mặt mà cái bột ở ngoài á, nó vàng là nó chín rồi nha. Bà các bác chị ăn khuôn mình nắm đây nha. Nhớ nắm dưới đá cho nó mỏng mỏng với cái đế của nó đó ha. Thì Ngọc nghĩ cái này nó chín. Rồi xong giờ Ngọc lấy ra nha. Ngọc lấy ra, Ngọc chưa có chia sẻ được đâu nha, tại mình phải để cho nó nguội mình mới chia sẻ được ha. Cái này cũng chừng nóng như vậy đó ha. Đây nè, nó phình tròn trên rồi đó ha, thì mình đem ra là nó sẽ sạp xuống lại đó nha. Và các anh chị thì nó đã nó mình xiêm vô là mình thấy nó đã thấy rồi đó. Wow, ngon quá chị Linh ha. À, bây giờ Ngọc chỉ để đây thôi nha ông bà các anh chị, chứ Ngọc chia sẻ là chắc không được rồi. Tại vì giống như kiểu Ngọc phải chờ cho nó nguội ha. Ngọc chờ cho nó nguội rồi Ngọc trở lại đi nha. Ok. Cái này nó sẽ nguội xuống nữa rồi nó giống như nó xẹp xuống nữa. Rồi xong mình mới trở lại, giờ nó vàng hết trơn vòng vòng đây rồi ha. Ok. Đó, vậy thôi. Hello ông bà các anh chị nha. Ngọc đó, Ngọc mới giống như lại bây giờ Ngọc dẹp rồi ha, Ngọc đem ra, Ngọc nó còn hơi ấm ấm thôi nha ông bà các anh chị. Thì bây giờ Ngọc gỡ ra cho ông bà các anh chị nhìn xem nè. Nó đều chóc hết trơn nha. Đây nè, nó chóc nè. Cái dưới của nó nè. Cái trên nè. Ha. Mình chỉ cần gỡ ra là nó chóc nha. Để Ngọc lấy nha. Thì cái này nè, nó mình không có cần tha gì chán nha ông bà các anh chị. Cái nào cũng giống cái đó. Đây. Mình canh cái lò của mình nha. Đó. Thì nắm dày hay mỏng là ăn thua mình nha ông bà các anh chị. Thì Ngọc sẽ cắt ha, một cái trước cho ông bà các anh chị nhìn xem nha. Mình giống như cái này là ăn thua mình nắm ha. Đó. Wow, ngon chưa Linh? Ha, nó đặc. Cái này là nó chín hết trơn nó nha ông bà các bác. Hễ nó đặc vậy là nó chín ha. Đây, Ngọc sẽ cắt thêm một cái. Nó giống nhau hết trơn trời ha. Thì giống như thường thường Ngọc chia sẻ, Ngọc hay có như vậy đó. Ngọc cắt hết trơn ra. Thì cái này là ăn thua mình nắm nha. Đó. Mình nắng dày hay mỏng dưới cái đế này do mình, còn đổ là mình chỉ đổ 90% thôi, đừng có đổ hết nữa, nó sẽ giống như cái thường cái trứng này nó sẽ nở phồng lên ha, rồi nó mới xẹp xuống được. Nhưng mà mình nó phải là như vậy nha, còn mình muốn là mỏng thì mình cứ nắng mỏng tùy thôi mình đây đó, vậy thôi. Wow, ngon quá chị Linh. Coi nè, quá trời ngon luôn. Thôi giờ Ngọc mời ông bà cô bác chị nha, mình ăn cái bánh này, cái bánh trứng ha, cho Ngọc gỡ cái bao tay ra.
ngon quá trời. Nó còn ấm ấm luôn nghe không bà cô bác chị. Mình nắng mỏng á, thì giống như kiểu thì mình ăn ít bột, còn mình nắng nhiều thì mình nắng hơi dày thì mình ăn nhiều bột thì tây nữa. Ông bà cô bác chị mình làm á thì giống như mình nắng mỏng nữa đó, thì Ngọc nghĩ là hết cái trứng nó, còn Ngọc nắng nó hơi dày này nha, cái đó là tùy mình thôi. Ngọc mời ông bà cô bác chị, Ngọc mời chị Linh ngon thử nha chị Linh. Cái độ ngọt nó vừa phải mà nó rất là xốp, nó mềm nha, ngon quá chừng. Ăn thêm luôn mấy nè. Ở trên nó hơi giòn nhẹ ha, mà cái phần dưới á nó rất là xốp nghe ông bà cô bác chị, nó rất là xốp mà nó ngon lắm. Ngọc bẻ cái trên nhìn thấy là cái trứng nè. Thấy không, nó còn ấm mà đặt lên vậy đó đó. Ngon quá chừng luôn chị Linh ơi. Mà cái nào cũng giống nhau nghe ông bà cô bác chị, nó không có, nó giống như là nó chín hết trơn, nó vàng đều giống nhau nha. Đó thì hôm nay Ngọc làm cái bánh trứng nha. Ngọc gửi cho ông bà cô bác chị trong và ngoài nước gần xa hãy đón nhận cái dĩa bánh trứng nha. Thì Ngọc cũng không biết nói gì hơn, Ngọc cảm ơn ông bà cô bác chị đã ủng hộ cái kênh của Ngọc Linh TV Canada rất là nhiều nha. Nếu thương Ngọc, thương những cái bánh mà Ngọc làm hay những món đồ ăn mà Ngọc làm, cho Ngọc xin một like, một share, một đăng ký kênh. Ngọc cảm ơn ông bà cô bác anh chị nhiều lắm nha. Trước lúc tạm biệt, Ngọc kính chúc ông bà cô bác anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và lúc nào cũng tươi trẻ và yêu đời. Tạm biệt, hẹn gặp lại những cuốn video tới Ngọc làm bánh hay Ngọc nấu đồ ăn rồi đó, Ngọc sẽ trở lại chia sẻ với ông bà cô bác anh chị mình cùng làm chung nha. Tạm biệt, bye bye. Cảm ơn ông bà cô bác anh chị và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều, bye bye.